Chào các bạn. Hello everyone. Hôm nay thời tiết rất đẹp các bạn. Và tôi đang ngồi ngoài đường. Và cuộc đời homeless của tôi lại bắt đầu. Tôi thích homeless lắm nha. Mọi người chê tôi là ông homeless. Đúng, tôi thích homeless lắm. Bây giờ tôi live stream, tôi báo trước. Chưa có ai hết trơn. Không phải khóc đâu nha, bụi bụi. Chào các bạn nha, hôm nay tôi làm một cái đề tài, sao chắc tin đâu hết rồi không biết nữa. Over chắc tin đâu hết rồi. Chào các bạn nhé, tìm cái chat tin đây. Thường tôi live stream ở trong phòng kín, bây giờ ra ngoài đường private chat. Hôm nay tôi trình bày các bạn là hai người phụ nữ mà ở Việt Nam mà tôi yêu quý nhất, đó là ai? Đó là đây là chào Đỗ Minh nha, có em có em. Có ai thì có em mà. Chào nha các bạn. Ok, không phải khóc nữa nha, gió quá chảy nước mắt. Trời là trời, mà tôi thích khóc lắm mà, cả mấy chục năm nay không dịch hết. Hai người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất hiện nay không phải mẹ tôi, không phải vợ tôi đó nha, hai người ngoài ở Việt Nam các bạn, đó là bà Trương Mỹ Lan và Nguyễn Phương Hằng. Vì sao tôi lại quý yêu quý hai người phụ nữ này? Có lý do chứ, đâu phải tự nhiên cái yêu quý đâu. Đừng đừng nói tôi định xin tiền nha, không có. Một người coi như kêu án là thầm, một người đang vẫn ở tù, không quen biết gì hết nha. Nhưng mà qua phương tiện thông tin đại chúng, qua quá trình mình theo dõi tin tức thời sự, tại vì đây là qua về vấn đề kinh doanh mà, thì bây giờ tự nhiên tôi đang đi một vòng trong công viên, ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, các bạn em hơi lạnh lạnh chút, thì tôi mới ngồi mới nghiệm lại, bây giờ là người phụ nữ nào mình yêu quý nhất, ai à, có cái sự yêu quý của người phụ nữ, giờ tôi đàn ông, bây giờ tôi có yêu quý người đàn ông. Mà bây giờ cái đề tài này là tôi yêu quý người phụ nữ, thì ai em có một cái người nào đó mình yêu quý đúng không? Và tôi chọn lọc ra, nếu tôi yêu người ấy, thì người kia biết họ nói gì không? Tôi làm hai người để người ta khỏi ganh tị với nhau, đó là Trương Mỹ Lan và Nguyễn Phương Hằng. Nhắc lại nha. Chào bạn Hùng Trần nha, 7 giờ sáng rồi hả? 7 giờ sáng Việt Nam phải không? Bên tôi là 5 giờ chiều nha. Đó, bạn nha. Bây giờ thì tôi nói là tôi yêu quý hai người phụ nữ, Trương Mỹ Lan và Nguyễn Thị Vân Hằng, là phải có lý do chứ, tự nhiên mà mình yêu khang vậy đóng máy ai làm trả được đúng không? Bây giờ tôi đi từng người một nữa nha, tôi đi từng người một theo cái góc nhìn của tôi, theo cái quan điểm của tôi. Còn các bạn như thế nào đó thì tùy các bạn, tôi vẫn tôn trọng cái suy nghĩ của các bạn, tôi vẫn tôn trọng cái lập luận các bạn. Và tôi làm cái live stream này, tôi nói lên cái quan điểm của tôi nói lên cái suy nghĩ của tôi. Bây giờ mình nói cái chuyện bà Trương Mỹ Lan trước. Tại sao tôi lại yêu quý bà Trương Mỹ Lan? Thì cái việc mà bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình thì các bạn biết rồi, cách đây mấy ngày đúng không? Tôi cũng nhớ mấy ngày nữa là cái chuyện này đối với tôi nhớ là cái gì. Nhưng mà tôi theo dõi một số đài nước ngoài, cũng có đài trong nước, thì người ta hô hào cái chuyện, người ta ủng hộ cái chuyện đó thì mình không nói rồi. Đài nước ngoài, đài trong nước, rồi một số YouTuber giống như tôi vậy nè, số báo chí nước ngoài người ta đăng rất là nhiều các bạn. Mỗi người có một quan điểm khác nhau. Thì tôi nhìn nhận thế này các bạn, đa số những cái truyền thông trong nước thì người ta ùa theo chính quyền Cộng sản Việt Nam
và cô sẽ là người ta ùa theo cái bản án vừa rồi của tòa sơ thẩm phán cho bà Trương Mỹ Lan là loại bỏ ra khỏi xã hội, riêng duy nhất mình bà trong 85 bị cáo, còn những người kia chung thân rồi mười mấy 20 năm, có người là thả liền vân vân vân. Ở đây mình quan tâm tới bà Trương Mỹ Lan thì đa số truyền thông trong nước là người ta ủng hộ theo cái tòa đó, theo cái tòa sơ thẩm đó, và cũng đồng nghĩa là ủng hộ theo cái chính sách của nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì cái tòa ở Việt Nam á, nó phụ thuộc vào cái chính phủ đó. Các bạn cứ hình dung là những cái vụ án lớn như thế này á, là trước khi bị bắt, trước khi bắt không á, là người ta đã có cái bản án rồi, chưa xử nhưng mà đã có cái bản án rồi. Thì cái chuyện bắt và cái chuyện đưa ra tòa chỉ là hình thức mà thôi. Cho nên á, sau 1 tháng xử sơ thẩm thì người ta tuyên án là loại bỏ bà Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội, tức là tử hình. Thì 100% những cái truyền thông trong nước là ủng hộ theo, đâu có dám ai nó ngược, người ta ùa theo. Thay vì đang xử thì người ta nó vừa 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 thôi, xử xong rồi một cái có kết quả rồi người ta ùa ùa theo, chứ người ta đạp đạp cho chết luôn kiểu ấy. Người ta ùa theo như vậy. Còn truyền thông nước ngoài thì tùy nước, tùy nước. Đài Trung Quốc tôi cũng nghe rồi, Đài Loan tôi cũng nghe rồi, Đài Nhật tôi cũng nghe rồi, Đài Hàn tôi cũng nghe rồi, Đài phương Tây tôi cũng nghe rồi, Đài Mỹ, Đài Canada tôi nghe rồi. Thì đa số các nước phương Tây, đa số các nước phương Tây, thì tất nhiên tôi đọc chưa hết nhưng mà tôi nghe cũng khá nhiều. Thì người ta không ủng hộ cái chuyện là cái biện pháp tử hình với một người làm kinh tế. Còn sai phạm của bà Trương Mỹ Lan á, người ta có đài thì người ta bình luận thế này, có đài người ta bình luận thế kia, nhưng ở đây tôi không có nói chuyện á, là cái sai phạm của bà như thế nào. Mình cho là tòa án nó đúng đi, mình cứ cho vậy đi, tại vì tôi phải là luật sư của Trương Mỹ Lan nên tôi cũng dám bình luận cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nói cái chuyện hình phạt các bạn, thì đa số và rất đa số các truyền thông phương Tây người ta không có đồng tình cái biện pháp là loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội, tức là loại bỏ cái mức án cao nhất là tử hình đối với Việt Nam. Đa số nhà tôi nghe, tất nhiên tôi nghe đài thế giới tôi nghe hết rồi đúng không, nhưng mà những cái đài lớn này tôi đều điều như vậy. Bây giờ quay lại những cái người mà làm YouTuber giống như tôi. Tuy tôi là YouTuber không chuyên nghiệp, thấy các bạn ra ngoài cầm cái điện thoại rồi có cái cây trống rồi có cái mic rồi xong, chứ không phải chuyên nghiệp như các YouTuber ở Bô Sa, đi đâu cầm cái cây dài thế này đấy, rồi đội nón đội kiếm mặc áo rồi rồi xách dép rồi xách bị chứ quên, xách cái giỏ rồi đi chuyên nghiệp lắm. Trước cái lễ thường thượng cơ tôi biết mà, còn tôi cầm cái điện thoại rồi thấy cái cây rồi hết rồi đó. Tôi không có chuyên nghiệp nhưng mà nói chung là tôi làm YouTuber. Thì tôi quan sát những cái YouTuber Việt Nam nha, chứ còn YouTuber nói tiếng khác là tôi không có để ý. YouTuber Việt Nam á, thì những cái YouTuber nào mà người ta thân trọng á, thì người ta ủng hộ cái biện pháp xử lý, cái biện pháp hình phạt giống như cái tòa án ở Việt Nam, tức là phẳng rất của nó ác chứ sợ. Còn những cái YouTuber mà ở nước ngoài giống như tôi, những cái YouTuber mà không phải thân trọng á, là họ không có đồng tình một cái hình phạt như vậy. Còn về quan điểm tôi thế này các bạn, về quan điểm tôi nha, tôi trình bày các bạn như tới đây thì các bạn có thể là đoán được cái ý tôi như thế nào đúng không? Nếu tôi nói tới đây các bạn có thể đoán được, nhưng mà tôi sẽ lý giải các bạn thế này, tôi sẽ lý giải các bạn thế này nghe nha. Ai là cũng quý cái mạng sống của mình cả, cho dù là một con vật, cho dù là một con kiến phải các bạn, chứ huống hồ gì là con ngư. Ai cũng quý cái mạng sống mình cả, trừ khi cần hy sinh là người ta sẽ hy sinh. Chứ còn tôi nói bình thường là ai cũng quý cái mạng sống của mình cả, từ người trẻ đến người già, tôi nói con kiến còn quý cái mạng sống rồi, huống hồ gì con người. Ok, bây giờ nó bà Trương Mỹ Lan là một con người giống như chúng ta vậy đó. Bà còn quý cái mạng sống của bà, không xuống được năm nay bà chưa tới 70 tuổi còn trẻ đúng không, đang đỉnh cao danh vọng,
Đó là cái thứ nhất các bạn. Rồi tôi hỏi các bạn, những cái người quan tòa đang xử, những cái viện kiểm, những cái ông viện kiểm sát, những cái vị luật sư, người ta có quý mạng sống của họ không? Có chứ, con người mà lại chả quý. Rồi những cái người mà không ngồi trong tòa án nhưng mà có chức quyền có thể quyết định được, ví dụ như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn. Rồi ba chủ tịch nước, quyền chủ tịch nước ba gì tôi quên tên rồi, rồi ông thủ tướng, rồi các bộ trưởng vắng, người ta có quý mạng sống của họ không? Quý chứ, quý ghê lắm cho các bạn. Và chúng ta đây rất là quý mạng sống của chúng ta đúng không? Bây giờ người ta đưa ra một cái mức án cao nhất mà tôi nói hiện nay, cái mức án tử hình như vậy, trên thế giới này đến trên đầu ngón tay, đến trên đầu ngón tay tuyên án loại bỏ nó khỏi xã hội các bạn, nó dễ sợ tử hình mà kinh khủng không? Tôi cho rất là kinh khủng. Ở Canada này, cả Mỹ này, có hình, tôi cũng biết rõ luật đây có mức án này không, tại vì ở đây họ bây giờ họ tử hình đó các bạn. Tôi cũng rõ là đây có mức án tử hình không, nhưng mà nếu có thì tôi nghĩ là phạm tội gặp chuyện khác. Tôi nói ngay cả những cái tội khủng bố như vậy, người ta chỉ nhốt 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 hòa nhốt mãi thôi, chứ đến khi nó chết thì thôi, chứ người ta hình như ở Mỹ có tử hình, nhưng mà những cái chuyện mà chuyện khác tôi sẽ nói các bạn. Bây giờ mình nói Trương Mỹ Lan trước nữa. Trương Mỹ Lan phạm tội gì mà người ta phải loại bỏ bà ra khỏi xã hội các bạn? Nó dễ sợ lắm, nhưng mà loại bỏ ghê vậy. Làm gì mà loại bỏ ra khỏi xã hội ghê vậy? Ví dụ thế này nha, tôi cũng đồng ý là loại bỏ ra khỏi xã hội. Mặc dù là tôi như vậy, tôi nói như vậy là hơi ác đó. Đối với luật pháp Canada, đối với luật pháp Mỹ, tôi nói như vậy là hơi ác đó. Nhưng mà tôi vẫn vẫn chấp nhận thế này. Tôi đồng ý loại bỏ một con người nào đó ra khỏi xã hội, tức là tử hình. Đúng không? Tôi vẫn đồng ý, tôi hơi ác. Với điều kiện là gì các bạn? Những cái con người đó, người ta gây án mạng cho người khác, tức là họ loại bỏ người khác ra khỏi xã hội, họ giết người khác, thì họ phải đền tội. Thì pháp luật người ta phải loại bỏ lại. Tôi đồng ý, tôi đồng ý cái chuyện đó. Tôi nói như vậy là cũng hơi ác đó nha, nếu so với luật pháp Canada là tôi cũng hơi ác đó, nhưng mà thôi kệ cũng được. Tôi thấy ở Canada nhiều thằng nó cầm súng làm bầm 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 bầm, nhưng mà cuối cùng nó bị trung thân đó mà. Nhưng mà còn theo quan điểm của tôi, những người đó là cần loại bỏ ra khỏi xã hội, bởi vì chính người đó là đi loại người khác ra khỏi xã hội, giết người khác thì mày phải đền tội. Quan điểm của tôi như vậy, tôi nhất như vậy các bạn. Nhưng mà đằng này Trương Mỹ Lan làm cái gì? Trương Mỹ Lan có giết người không? Không. Trương Mỹ Lan đâu có giết người đâu. Trương Mỹ Lan có cầm súng bắn 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 máu không? Không. Trương Mỹ Lan có đưa thuốc độc cho người ta uống không? Không có. Không có đâu. Trương Mỹ Lan có cầm dao mà cút 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 có không? Không có. Vậy Trương Mỹ Lan tội gì? Tội kinh tế. Cái gì đó? Tội tham nhũng. Đưa ra ba tội đó, tội tham nhũng, tội hối lộ, tội gì gì đó nữa, ba tội. Nói chung là tội kinh tế. Tội kinh tế gây thiệt hại chừng này tỷ, chừng kia tỷ, chừng này ngàn tỷ. Ở đây tôi không có bình luận, tôi không có phải luật sư của bà Trương Mỹ Lan, nên tôi không có nói chuyện đúng sai, mà tôi chấp nhận cái lời buộc tội của tòa án ở Việt Nam. Tôi chấp nhận cái chuyện đó, tội gì? Tội kinh tế chứ đâu, bà đâu có giết người đâu, bà đâu có giết người hàng loạt, bà đâu có giết ai đâu chứ ai hết. Tội kinh tế. Mà tội kinh tế là gì? Là tiền, là tiền, là money 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 money, tiền thôi. Cái gì đó bà tham đúng không? Rồi cho bà tham đi, bà quá tham lam, bà hút tiền nhiều quá, chừng này tỷ, chừng cái tỷ rất là nhiều, mà cứ cho vậy đi. Tôi cứ theo cái lập luận của viện kiểm sát, tôi cứ theo cái quyết định của tòa đi, tôi không có cãi, tại vì tôi không phải luật sư của bà, tôi không cãi. Tôi chấp nhận là cái kết quả của tòa bên Việt Nam, tòa sơ thẩm là tôi quyết định. Nhưng mà bà hút tiền, tiền thôi, bà đâu có giết người đó, bà đâu có loại ai đó khỏi xã hội đâu. Có thế thì tại sao là tòa án Việt Nam là loại bà ra khỏi xã hội? Tội nghiệp người ta vậy.
Bây giờ các bạn cứ ngẫm nghĩ lại đi. Bà chỉ vì tiền mà quá tham lam đúng không? Rồi cho bà lừa đảo, à, mà tội lừa đảo nữa, tội tội hối tội thâm ô, rồi tội lừa đảo đúng không? Rồi tội hối lộ, ba tội mình tôi nhớ rồi. Thì ba tội này chung quy là tiền, tiền. Thì bà tham tiền. Vậy thôi. Mình đâu có giết ai đâu mà tại sao lại loài bà ra khỏi xã hội, tội nghiệp cho ta vậy? Tại sao đi giết người ta, tội nghiệp của ta vậy? Chỉ tiền thôi. Ở bên nước chúng tôi các bạn, cái tội phạm kinh tế là không có ai mà giết người, không có ai mà loại ra khỏi xã hội, chứ cũng là tiền cái gì đâu mà giết. Thu lại thu được thôi, bỏ thu nhà thu cửa người ta đi, người ta đền lại cho. Cái tại sao lại loại người ta ra khỏi xã hội ghê gớm vậy? Chỉ là tiền. Tiền là gì? Tiền là miếng cơm cái gì nữa? Tiền là miếng cơm gì nữa? Dành miếng cơm nhau mới giết người ta. Các bạn thấy một cái nền pháp luật nó ác nhân ác bá, nó vô nhân đạo đúng không? Quá sức vô nhân đạo các bạn. Mà bây giờ trên thế giới này có vài nước mà có những cái luật mà coi như là tử hình mà vì cái tội phạm kinh tế cho đến cái đầu ngón tay, và đa số là những nước độc tài ác ô cộng sản, có nước nào làm cái kiểu đó hết trơn. Nhưng bây giờ bà Trương Mỹ Lan ấy nha, như các bạn biết, bà chấp nhận đem tất cả tài sản gia đình để đền bù những cái thiệt hại mất mát, coi như bà chấp nhận bà là con số không, từ bữa đến giờ gầy dựng nên tiền cả đống rất là cao. À, đốt nhà tôi, đốt 10 cái nhà tôi cũng cháy nữa đúng không? Tiền đô la của bà đốt nhà tôi cũng cháy, đốt luôn bà tôi cũng cháy nữa, rất là nhiều. Nhưng bây giờ bà chấp nhận đưa hết tiền, bây giờ tôi có bao nhiêu tôi đưa hết luôn, đưa sạch luôn, còn gì hết là tôi mày ăn mày cũng được. Bà Lương Mỹ Lan ý bà như vậy, tôi đi ăn mày cũng được, tha tội chết cho tôi. Nhưng mà họ vẫn làm lớn đó. Bây giờ là bà cho bà đi là cướp tiền người ta đi, tham nhũng hối lộ đúng không, lừa đảo là cướp tiền gì nữa, rồi cướp được bao nhiêu bà nói thôi lấy hết đi, tôi đưa hết luôn, tha cái mạng sống cho tôi. Rồi thì bây giờ lấy đi, lấy hết đi, trang trải đi, tha mạng sống cho bà. Bây giờ bà chấp nhận đưa hết tiền, bà không còn cái gì hết, mà còn nghèo thua tôi nữa đúng không? Mà tôi dù sao cũng có vài trăm, à, vài trăm nha, con Vy này vài trăm nha. Bây giờ bà Trương Mỹ Lan á, bà giàu có như vậy á, do bà ăn cướp tiền, mình có nói vậy đi. Bây giờ bà chấp nhận là bà chấp nhận bà đưa hết, bà không còn gì hết, bà không còn một xu dính túi nữa. Bà về bà bắt bà đi xin ăn được, bà về bà đi bán vé số cũng được, bà về bà đi hút ve chai cũng được, đưa hết vậy thì được rồi. Bây giờ bà ăn cướp tiền, bây giờ lấy tiền là bả lại đi, trang trải đi. Tại sao là loài bả ra khỏi xã hội các bạn? Các bạn thấy một cái nền pháp luật nó ác nhân ác đức, nó vô nhân đạo, nó phi nhân đạo, dễ sợ các bạn, quá dễ sợ. Tước mạng người ta mới chịu, vừa hốt tiền mà vừa tước mạng người ta mới chịu. Người ta có giết ai đâu. Nếu mà Trương Mỹ Lan mà giết ai đó thì loại bỏ ra khỏi xã hội, tôi không có ý kiến. Tại vì bả loại người ta ra khỏi xã hội thì người ta loại bả ra khỏi xã hội, tôi không có ý kiến. Đằng nào bà đâu có giết người đó, bà chỉ là ăn cắp tiền mà thôi. Mình nói thẳng ra là ăn cắp tiền cho mau vậy cho rồi. Thì bây giờ bà ăn cắp bao nhiêu bà nói bà đưa hết kia, bà về bà đi bán với trai cũng được, thì tha cho bà đi chứ đúng không? Bà tôi nói vậy đúng không ta? Vì tiền thôi, có gì đâu mà tước mạng người ta ghê vậy. Vì tiền có nghĩa là vì miếng cơm. Thì những cái ông tòa án xử thì ông cũng là vì miếng cơm, ông viện kiểm sát cũng vì miếng cơm, những cái ông công an mà bắt bạ cũng vì miếng cơm. À, vì miếng cơm mà ăn hết, cơm ăn hàng ngày mới xong rồi chứ không cơm chứ sao. Nói chung là vì miếng cơm. Thì bây giờ bà oái cơm hết rồi thì tại sao lại không tha mạng cho bà, phải tước mạng bà đi mới chịu. Các bạn thấy một cái nền pháp luật rất là gian ác, rất là tà đạo, rất là phi nhân đạo, dễ sợ. Cái nền pháp luật các bạn thấy nó kinh khủng, nó tàn bạo, nó độc ác. À, tôi nói vậy đúng các bạn? À, bây giờ mình nói theo triết lý đạo Phật hay đạo Chúa hay hay là cái đạo gì cũng giống nhau, Allah gì cũng giống nhau,
đạo Hồi giống nhau các bạn này. À, tôi theo đạo Phật thì tôi nói theo đạo Phật cho các bạn nghe này. Miếng cơm á, là miếng tồi tàn. Cơm đây là hiểu theo nghĩa rộng nhưng phải ăn cơm. Miếng tồi tàn của con người. Tiền bạc là phù du, bạn các bạn. Tiền bạc đúng là phù du. Bây giờ chúng ta khi còn khỏe ai cố gắng kiếm tiền cho nhiều, đến khi mà bệnh một cái nữa là tiền bạc là phù du. Bệnh nằm trên giường mà chờ chết đó, là phù du. Ăn uống cũng được mà ngồi chờ chết không, mà tiền mất hết không có giá trị gì hết. À, các bạn hay xem những cái bộ phim hay đọc những cuốn truyện mà những người rất là giàu có, người ta lo làm ăn, người ta kiếm tiền, tiền bạc ta thiệt nhiều lên, đến khi coi như khám bệnh ung thư giai đoạn 3 là mất hết đó chứ nữa. Dạ chứ nữa. À, thậm chí không cần bị ung thư cũng được. À, làm cho đã vô xong cái mắt mờ thì đường đi rồi còn dẹp cái gì nữa, ăn uống gì nữa, chán đời gì nữa, hoặc là què cái cha cái chân đi rồi nhắc là thôi làm gì. Tiền bạc là phù du, không có nghĩa lý gì hết á. Tại vì chúng ta đang trong cái độ tuổi kiếm tiền cho nên mình thấy tiền mình ham 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 vậy đó. Đến khi các bạn có tưởng tượng, tôi chưa tới cái mức như vậy, các bạn nhiều nhiều tiền mà đến khi mình bị hoạn gần chết rồi, tiền nó trả là cái gì hết. À, cho nên bên đạo Phật họ nói là tiền bạc là phù du, miếng cơm là miếng tồi tàn, đúng không các bạn? Cho nên các bạn thấy này, những cái người mà tỷ phú nha, chắc là cái này Việt Nam không có đâu, những cái người đang tỷ phú triệu phú các bạn, người ta đem tài sản người ta cho hết, lúc người ta kinh doanh á thì người ta còn giữ vốn, người ta kinh doanh người ta đưa vô những cái quỹ foundation á, người ta cho này cho kia, người ta không cần. Ngày ăn ba bữa đâu thể ăn hết ba gà đâu. À, người ta chưa chết người ta đã viết di chúc cho chỗ này cho chỗ kia cho chỗ nọ, người ta không cần gì hết đó, người ta không cần đó các bạn. Tiền là phù du, ngày không thể ăn hết ba con gà được, ngày cũng chỉ có ăn hai bữa cơm, thậm chí ba bữa, thậm chí hai bữa ăn ba bữa sợ mập. Tiền là phù du. Lúc làm tiền thì hăng vậy, đến khi có nhiều tiền có đem đi cho hết, các bạn thấy họ cho nhiều lắm, cho hết, họ không cần gì hết. Thậm chí con cái họ thành đạt tự làm tự ăn rồi, họ cũng cho, họ đi cho, họ cho người ngoài hết, họ không cần gì hết. Tại vì tiền là phù du, chết đâu có đem tiền theo được đâu. Thà mà lấy tiền đó mình chia sẻ cho những người mà họ không có. Thì đó tôi nói các bạn như vậy. Thì bây giờ quay lại bà Lan, bà Trương Mỹ Lan, bà đi ăn cắp một đống tiền, cứ cho phải đi nha. À, hối lộ, à, rồi lừa đảo, à, rồi gì đó cũng là đi ăn cắp, bà làm một đống tiền luôn. À, bây giờ bắt bà phạm tội đúng không, bà phạm lỗi, bắt bà kêu án bà, thì bây giờ bà nói đó kìa, bây giờ tiền tôi làm bao nhiêu mấy ông lấy hết đi, lấy hết luôn, tôi không còn đồng nào không được, tha mạng tôi, lấy hết đi rồi trang trải những cái chỗ mất mát rồi thì giết họ làm chi các bạn, giết họ làm gì, giết bà Trương Mỹ Lan làm gì được cái gì, tại sao lại loại bỏ bà đời sống xã hội ghê vậy. Như vậy là họ cố tình là họ loại bà này ra khỏi xã hội, giết bà này, tại vì họ rõ ràng là họ tranh nhau miếng ăn. À, họ không theo cái triết lý đạo Phật, họ cũng theo cái triết lý đạo Thiên Chúa hay Tin Lành hay là Hồi giáo, họ không theo, họ tranh giành miếng ăn dễ sợ các bạn. Mà trong khi đó những cái vị tỷ phú triệu phú ở nước ngoài thì người ta đã đem tiền ra, người ta đi cho chỗ khác, thậm chí đi cho quốc gia khác chứ không phải cho dân của họ đâu. Mà trong khi ở Việt Nam á, là mấy vị này gọi là tranh nhau miếng ăn như nữa, giành nhau miếng cơm như nữa, thì qua cái chuyện mà Trương Mỹ Lan á, bà chỉ phạm tội kinh tế mà phải loại bỏ ra bà ra khỏi xã hội, thì giết bà đi, mặc dù bà là van xin, bà nói là mấy ông lấy hết tài sản của tôi. Qua đó các bạn thấy là cái nền pháp luật Việt Nam là tranh ăn cướp ở, là một cái nền pháp luật vô cùng phi nhân đạo, vô cùng độc ác. Và hiện nay ở trên thế giới này chỉ có vài nước như vậy thôi, mà toàn là những nước độc tài, người ta quan trọng cái đồng tiền hơn là cái mạng người, dễ sợ các bạn.
Bây giờ tôi cũng còn mong đó, tại vì còn còn kháng cáo nữa thì tôi cũng còn mong đó, là tòa án Việt Nam tôi đừng có loại bà ra khỏi xã hội. Trung thân là nhiều rồi, chứ nhốt bà đến già đến chết thôi thì cũng như loại bỏ đấy chứ nữa. Phải giết người ta cái chịu nổi. Bạn nói cái ở nước ngoài mà làm business đó, bị phá sản là sống, bị phá sản là bị phá sản, khai phá sản nhưng mà phải đúng điều kiện nha, không phải tự nhiên làm. Tôi nói tôi phá sản phải đúng điều kiện, phá sản xong rồi người ta phát mãi tất cả những cái tài sản của cái công ty đó, và người ta dùng cái tiền đó để mà bồi hoàn lại những cái khoản phải trả của công ty. Đầu tiên là phải trả thuế, rồi theo thứ tự ưu tiên trả lương công nhân, rồi nợ ngân hàng bao nhiêu là khá nhiều, theo thứ tự trả được chừng nào trả, mà đến khi mà trả rồi hết tiền thì thôi cũng bắt tù luôn. Từ khi mà đi lừa đảo thì bắt bắt nhốt tù thôi, nhưng người ta cũng thể là loại bỏ khỏi xã hội, mà nó tàn bạo quá đi các bạn, nó tàn bạo dễ sợ luôn. Thì làm ăn kinh tế tức là miếng cơm gì nữa, làm gì mình loại bỏ người ta ghê vậy các bạn. Cho nên tôi không có hoàn toàn đồng ý cái bản án đó, bản án nó quá quá sức phi nhân đạo, tôi không có hoàn toàn đồng ý. Và tôi cũng mong là pháp luật Việt Nam nên bỏ cái điều luật mà tử hình đối với tội phạm kinh tế đi, nó ghê rợn. Ở đây tôi không phải tôi bên bà Trương Mỹ Lan, tôi không phải, mà ngay cả những cái vị cộng sản, những quan chức cộng sản tham nhũng chẳng hạn, đúng không, cũng nên tử hình người ta. Thì cũng vi tiên, ví dụ các quan chức cộng sản trong cái vụ án này, quan chức cộng sản bị tù khá nhiều đúng không, mà trung thân có mấy chục năm có. Cũng may lắm có ai tử hình, nhưng mà trước đó là có mấy ông bị tử hình rồi, có quan chức cộng sản tham nhũng bị tử hình thì cũng tội người ta. Người ta tham nhũng thì cũng vì đồng tiền, cũng vì miếng cơm chứ, người chứ những cái vị cộng sản họ đâu có giết ai đâu, họ đâu có lấy súng mà họ đâu có lấy dao họ người ta chặt người, họ đâu có loại thuốc độc ai đâu, họ đâu có loại ai ra khỏi xã hội đâu. Tôi đang nói với vị cộng sản nha, tôi cũng đồng ý là tử hình mấy vị cộng sản, tôi cũng mấy, mặc dù tôi ghét cộng sản nhưng mà họ cũng là con người, họ tham nhũng, họ hối lộ là vì tiền, họ muốn kiếm cơm, họ làm sai tất nhiên phải xử, rồi rồi lấy tiền của họ lãi, lấy nhà lấy cửa lấy hết để họ sống, chứ tại sao là lại là loại bỏ họ ra khỏi xã hội, tội nghiệp người ta vậy. Người ta kiếm tiền người ta có làm gì đâu. Tôi đang nói với vị cộng sản, tôi cũng đồng ý là tử hình mấy ông cộng sản, tôi đồng ý, mặc dù tôi rất ghét cộng sản nhưng mà tôi cũng đồng ý, tại vì họ cũng là con người, họ chỉ phạm tội kinh tế chứ họ không có phải phạm tội mà đi loại bỏ người khác ra khỏi xã hội. Các bạn thấy một cái pháp luật nó rất là tàn bạo dễ sợ, răn đe cái gì mà răn đe, đi ở tù trung thân là răn đe này chứ nữa. Rồi lấy hết tài sản của họ, tại vì nó cướp tài sản người khác thì bây giờ nhà nước lấy lại, ví dụ như mấy ông tham nhũng như hàng là coi như là mình cứ hiểu là đi cướp tài sản người khác chứ nữa. Thì khi mà tòa kêu án rồi thì lấy lại tài sản đó, nhốt thì như vậy là loại bỏ ra khỏi xã hội chứ nữa, nhốt tù làm gì nữa, răn đe rồi chứ nữa, vậy là răn đe rồi đó. Cái tại sao lại xách mấy ông cộng sản giữa cột hết, tội người ta chứ, người ta chỉ tham nhũng thôi, người ta chỉ kiếm tiền thôi chứ họ đâu có giết ai đâu. Tôi nói vậy đúng không các bạn? Cho nên tôi sống ở bên này tôi hiểu các bạn, chứ còn nếu mà tôi ngồi Việt Nam mà tôi không hiểu đâu. Tôi ngồi Việt Nam giống như ông Việt Nam nó thôi mẹ, cái thằng này nó tham nhũng quá, cái bà này là bà lừa đảo quá mẹ, biết mẹ cho nó không được, nó ác ghê vậy. Người ta đâu có giết người, người ta đâu có giết người, người người ta đâu có hại người nào đâu, mà ta đâu có loại bỏ ai ra khỏi xã hội đâu, mà giết người ta ghê vậy, không có nên. Đó là vấn đề thứ nhất tôi nói các bạn nha. Bây giờ có nhiều người nói không, ông nói như vậy mà phải tăng một phát để răn đe những cái thằng tỷ phú khác, nó ăn cướp ghê quá, nó lừa đảo ghê quá. Cái đó đâu có phải răn đe các bạn, răn đe là nhốt tù nó, đã răn đe lấy hết tài sản là răn đe rồi, lấy hết tài sản của những người mà đi ăn cắp như vậy là coi như nó làm, coi như nó ngồi nó kiếm tiền học mỏ, bây giờ không còn đồng nào hết, nhốt tù nó là răn đe rồi.
mà làm như cái kiểu Việt Nam bây giờ mà đem người ta ra làm cái tầm 1 tháng á, cái này phải răn đe, mà cái này á, là sẽ làm ảnh hưởng đến những cái người kinh doanh khác. Bây giờ tôi đang nói Trương Mỹ Lan như là những người kinh doanh đúng không, bây giờ mà Trương Mỹ Lan mà đem ra làm cái tầm mấy cái thằng kinh doanh khác nó sợ, mẹ nó sợ không sợ được, mẹ tôi cũng sợ nữa, tôi lì lắm đó mà tôi cũng sợ. Ví dụ tôi đang kinh doanh ở Việt Nam, bây giờ tôi nghe Trương Mỹ Lan là cái tầm như vậy mà tôi sợ, mẹ biết một ngày nào đó sách cổ mới lên là cái tầm đó. Những nhà kinh doanh khác ở Việt Nam người ta sợ, người ta nói mẹ làm thế này vài bữa nó nói mình lừa đảo không được, người ta nói mình hối lộ, mà không hối lộ, không hối lộ là ở Việt Nam không hối lộ sao chạy Việt đúng không, thằng nào chả hối lộ rồi nói lừa đảo. Mà ở Việt Nam dễ lắm, nhất là kinh doanh bất động sản, nói là nhà kinh doanh bất động sản lỗi lạc cũng đúng mà nói lừa đảo nó cũng sai, loạn quạng nó xách cổ lên nó làm cái tầm nữa chết bà mình luôn. Thấy Trương Mỹ Lan sợ quá không dám làm nữa, có những người họ không dám làm nữa, có những cái người mà đang làm kinh doanh này, nhất là những cái nghề bất động sản như bà Lan chẳng hạn, người ta sợ mà chết mẹ làm nữa chừng mà xách cổ lên bắn chết bà, làm ra tiền làm gì, là một đống tiền cuối cùng nó không thu hết rồi nó xách cổ mình ra nó cút phát nữa, nó loại bỏ ra khỏi xã hội, ai dám làm các bạn. Như vậy là qua cái vụ Trương Mỹ Lan á, mà đang ra một thầm bạo một phát á, là mấy cái người đang làm người ta sợ người ta không dám làm nữa, người ta thôi làm vừa vừa ăn thôi khỏi khỏi làm, sợ mà ai cũng sợ như vậy hết á, ai làm ăn rồi ai giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, là họ không làm á, là tiền đâu nộp thuế cho nhà nước, rồi thậm chí họ ra nước ngoài họ ở nữa, nó càng thiệt hại, họ đem tiền ra nước ngoài họ không làm, nó kêu làm cho đủ rồi làm cho nhiều và cuối cùng nó xách cổ mình ra loại bỏ khỏi xã hội, họ nhưng là họ sợ. Như vậy cái việc á mà tử hình bà Trương Mỹ Lan á, là làm cho những nhà kinh doanh người ta sợ, mà sợ như vậy là gây thiệt hại cho đất nước, gây thiệt hại cho người dân, chứ không phải là răn đe người ta, làm người ta sợ tấn công làm lợi bất cập hại. Rồi bây giờ tôi nói các vị quan chức cộng sản, bây giờ mấy vị quan chức cộng sản tham nhũng đem người ta ra cái bằng loại bỏ ra khỏi xã hội, thì tôi hỏi các bạn ấy, mà những cái ông cộng sản khác ông sợ chết bà luôn, sợ hay không sợ, ví dụ đem bộ trưởng ra làm cái bằng một phát mà cái dạng bộ trưởng khác nó run chết mẹ luôn đúng không, nhất là cái ông bộ trưởng mà thay cái ông mà vừa bị bằng á, mẹ nó sợ biết mẹ nó xách cổ mình ra nó làm cái thằng nó chết bà. Rồi cả cả những cái người bộ trưởng nó họ không sợ, cả thứ trưởng họ không sợ, rồi cả mà cái dàn cán bộ phía dưới này ai cũng sợ hết trơn á, sợ gì sợ một ngày nào đó mà nó xách cổ lên nó làm cái thằng, cuối cùng là cán bộ nhà nước người ta sợ hết, không ai dám làm việc hết, người ta làm có chừng có mực, người ta làm nhiều quá là lỡ nó sai nó đem ra nó làm cái thằng sao, cuối cùng là gì, cán bộ nào bộ trưởng hay thứ trưởng nào cũng làm tà 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 làm tà 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 thôi, làm cái gì mạnh quá không dám làm. Ví dụ có những cái việc gì mà cần phải quyết định liền thì mới đạt được một cái mục tiêu nào đó mà họ sợ họ cũng làm kia, họ phải làm cho mệt. Làm á, thì vui vui thì khen giỏi, buồn 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 nó làm sai nguyên tắc, rồi nó hối lộ, rồi nó đủ trò hết trơn, đem ra nó loại bỏ nó khỏi xã hội, mệt đâu. Cho nên cán bộ người ta cũng ta họ không có nỗ lực, họ sợ đem nó cái thằng, ai dám làm hết đó, làm sợ sai. Thì như vậy là người kinh doanh họ cũng sợ, mà người làm chính trị họ cũng sợ là đất nước nó là sao mà vận hành, ai cũng sợ hết trơn, làm sao vận hành được. Đất nước nó sẽ không phát triển được, ai cũng sợ hết, người kinh doanh, nhóm kinh doanh, người làm chính trị là không dám ra luật này luật kia, không dám ra chính sách này chính sách kia mà sợ rồi loại bỏ ra khỏi xã hội sao, người ta sợ người ta không dám làm các bạn. Mà thấy không, mà em làm chuyện đó. Cho nên là bà Trương Mỹ Lan còn 15 ngày nữa, 14 ngày bà kháng cáo, thì tôi mong rằng, tôi cầu nguyện rằng là tòa án sẽ là coi như là không có loại bỏ ra bà ra khỏi xã hội, tại vì không có giải quyết vấn đề được gì hết, không có răn đe gì được, mà thậm chí là làm hại
làm cho những nhà kinh doanh khác người ta sợ, người ta không làm. Mà người ta không làm á thì công nhân mất việc, đúng không? Không thu thuế được. Thậm chí là những người làm ăn giàu họ sợ, họ không làm rồi họ đi nước ngoài, bỏ qua Canada, qua Mỹ thế, qua Anh, qua Úc thế, thiệt hại gì nữa, được cái gì, sợ chứ không sợ được. Đó là vấn đề mà thứ nhất tôi chia sẻ các bạn. Còn bạn đó đừng có quan tâm tới ngân hàng SCB sao sao, đó là về kinh tế hết đó. Về kinh tế, về tiền. Không không người này làm một cái làm thì SCB mà không làm thì cho nó phá sản đi, bất loạn ngân hàng, cần quay cái ngân hàng đó. Thì chung quy cũng là tiền, là miếng cơm thôi chứ gì. Cái gì đó. Là gì mà giành giật nhau miếng ăn dữ vậy? Đó là cái người phụ nữ mà tôi yêu quý, đó là Trương Thị Lan. Vì sao tôi yêu quý nữa? Tại vì các bạn thấy không? Mình bà đàn bà mà bà gây dựng một cơ đồ lớn như vậy. Ở đây tôi chưa nói bà làm sai làm đúng gì, đâu phải dễ các bạn. Xây dựng một cơ đồ như vậy, một con người mà dễ sợ lắm, đầu óc người ta giỏi lắm. Vấn đề thứ ba mà tôi quý bà là gì? Bà ra tòa và rất là hiên ngang. Bà không có khóc lóc ỉ ôi mà chảy nước đá giống như mấy thằng cán bộ cộng sản. Đúng các bạn? Cũng hiên ngang đúng không? Đàn bà như vậy ý chí rất là mạnh mẽ các bạn. Đó là những điều mà tôi yêu quý bà Trương Mỹ Lan. Còn cái chuyện bà làm sai thì có tòa án nó xử rồi, tôi không nói. Ok. Bây giờ qua bà người phụ nữ yêu quý thứ hai của tôi là Nguyễn Phương Hằng. Trong này nó chơi baseball. Vì sao là tôi nói như vậy? Các bạn nhớ cách cách đây tuần hai tuần mà bà Hằng ra tòa phúc thẩm, một khí chí của người phụ nữ rất hiên ngang, đi ra đi như đi ra tòa mà make up đang ngon lành đó nha, mặc cái áo màu trắng, tất nhiên áo đơn giản thôi, mà đi ra hiên ngang và cười đá lông nheo nữa, ngon ngon chỗ đó, ở trong tù đi ra ngầu cái chỗ đó, cái đâu phải là khum nấm giống như những người khác các bạn. Đó là cái điểm mà tôi yêu quý Nguyễn Phương Hằng, rất là hiên ngang. Một cái điều mà các bạn thấy rất là lạ trong cái phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng, cái tòa phúc thẩm, các bạn biết là nhốt Nguyễn Phương Hằng á là 2 năm rồi đúng không? 2 năm. Nguyễn Phương Hằng á đâu có kháng cáo đâu, kêu án bao nhiêu nhận bấy nhiêu, không có kháng cáo gì hết. Cái tòa sơ thẩm kêu án bà là mấy 3 năm rưỡi, tôi nhớ hả, cái 3 năm rưỡi bà đâu kháng cáo. Kháng cáo tức là tôi đề nghị lại, tôi không có bị tù nhiều như vậy, tôi đề nghị lại là chỉ còn chừng này bớt tôi chừng này tháng, ví dụ bớt tôi 3 tháng, 6 tháng chẳng hạn, 5 chẳng hạn. Thì những người khác người ta đề nghị hết, người ta đề nghị là giảm xuống như người ta hết, riêng Nguyễn Phương Hằng không cần đề nghị. Cho nên tôi mới quý người này, một người phụ nữ rất tinh thần, rất là mạnh mẽ, không cần kháng án, không cần xin, cho nên tôi mới quý. Thế còn những người khác xin là chuyện bình thường rồi. Ở đây tôi không có phải là chê cười những người xin, xin là bình thường. Người ta kêu mình 2 năm tù thôi, cho tôi 5 rưỡi đi là chuyện bình thường. Và đằng này Nguyễn Phương Hằng không cần xin, tức là chấp nhận cái mức án mà tòa sơ thẩm đưa ra, không cần xin. Ngon đúng không? Phụ nữ như vậy mới ngầu chứ. Và đi ra trong một cái tư thế rất là oai hùng, không khác gì Nguyễn Văn Trỗi hết trơn. Này không khác gì Võ Thị Sáu hết, đúng không? Võ Thị Sáu coi như là giặc Pháp bắt ra, hai tay thì cầm, nhưng mà cúi xuống để bứt một cái bông hồng gắn lên đầu, như vậy là cái ngon này chuẩn bị ra pháp trường mà, coi như là như vậy là oai hùng chứ nữa. Mặc dù tôi không có bình luận cái chuyện tại sao hai tay còng rồi mà tại sao lại cúi xuống bứt cái hoa gắn lên đầu, tôi bình luận cái đó. Nhưng mà ý tôi nói
là coi như ra pháp trường rồi mà cũng vui vẻ, coi như cài bông trên đầu ngầu đúng không? Ngầu. Đồng Nguyễn Văn Trỗi thì sao, đem ra pháp trường đúng không, rồi coi như là Nguyễn Văn Trỗi giật cái khăn đen ra, hô đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Ngầu chứ nữa, quả ngầu đúng không? Đó là tôi nói trên phim nha, còn thực tế là Nguyễn Văn Trỗi mà giảng ra pháp trường cái chân khuỷu thế này đây, quẹo thế này đây đâu có giật khăn đen gì đâu nhưng mà tôi nói theo phim á. À, bây giờ Nguyễn Phương Hằng vậy, từ trong tù đi ra vẽ make up đẹp đẽ, mặc áo bình thường, không có màu mè, rất là giản dị, tươi cười đá lông nheo, ngầu đúng không? Nhưng tôi mới quý, quý cái chỗ đó. À, rồi gì nữa, rồi ngồi ngồi trong tòa là hỏi thăm nhân viên chuyện này chuyện kia, ngầu chứ nữa, có tâm lòng với nhân viên, vì mình mà nhân viên nó đi tù, thương người nhân viên điều đáng quý các bạn. Một người lãnh đạo, một người sếp như vậy là rất đáng quý. Đó là những điều mà tôi nói các bạn tại sao tôi lại yêu quý Nguyễn Phương Hằng, có lý do đàng hoàng. À, bây giờ tôi phân tích cái khác cho bạn nghe này. Những cái điều lạ lùng trong cái phim tù này đối với Nguyễn Phương Hằng thôi nha, còn đối với những người khác là bình thường, đối với những người khác là bình thường, đối với Nguyễn Phương Hằng nó lạ lùng thế này. Như hồi nãy tôi nói các bạn cũng biết rồi, Nguyễn Phương Hằng không có xin kháng cáo, có nghĩa rằng phạm nhân Nguyễn Phương Hằng đồng ý cái bản án sơ thẩm. Ok, thế thì bà ta đâu cần phải ra tòa làm gì, đâu cần ra tòa phúc thẩm làm gì, thì bà ta đồng ý rồi, người ta đã đồng ý rồi là cái tòa phúc thẩm nó không có tác dụng gì hết, thì lẽ ra Nguyễn Phương Hằng không cần phải ra tòa, tại vì bà ta không cần kháng cáo. Ra tòa làm gì, ra tòa xử làm cái gì, mà ta đâu có cần đâu. Nhưng mà họ vẫn bắt bà ta ra tòa, lạ không, quá lạ đúng không? Cho nên Nguyễn Phương Hằng make up làm đẹp, mặc cái áo trắng giản dị mà rất đẹp. À, và đi ra tòa mỉm cười đá lông nheo, các bạn hiểu đấy chứ nữa, bà coi tòa này mà không ra một cái gì hết, mà tao đâu có cần giảm án đâu, tao đâu có cần tụi bay là phúc khảo đâu, mấy kêu tao ra làm gì, mà bắt bà đi thì bà phải đi thôi, sao đi được, mày công an nó mời đi phải đi, đi đi đập cho làm sao. À, thì bà ra với một cái tư thế là vui cười bình thường, và bà không quan tâm, mà tao đâu cần kháng cáo đâu, mà tao bây ra tao ra làm gì, bọn mày thích kêu mấy năm thì tùy, chả quan tâm, ở tù bao nhiêu tao ở hết, tao khỏi cần kháng cáo. Mày thấy vô lý không, người ta không kháng cáo mà thì bắt người ta ra tòa chứ gì, nó đâu có nhu cầu. Tôi chấp nhận cái mức phạt sơ thẩm thôi mà tự nhiên bắt người ta ra tòa xử mẹ tôi nói buồn cười, mẹ tòa án gì lạ vậy, kỳ cục hiểu nổi. Nhưng mà các bạn để ý này, à, mặc dù nghe nha, là không kháng cáo, không xin kháng cáo, tức là tôi vẫn chấp nhận cái mức án mà ông đưa ra sơ thẩm, tôi không cần kháng cáo. À, nhưng bà nói thế này này, nhưng mà nếu có tòa mà giảm tôi một ngày, giảm tôi một tháng, giảm tôi một tháng, giảm tôi một ngày, tôi vẫn quý. À chả vậy các bạn, ai muốn đi tù bao giờ, không ai muốn đi tù hết á, giảm một ngày cũng quý, giảm một tháng càng tốt, tất nhiên giảm 2 tháng 3 tháng giảm hết đi về càng tốt, ai vậy hết á, trừ tôi mà tôi thích đi tù riêng tôi là tôi thích đi tù, đi tù bên này ăn đỡ cơm, khỏi tốn tiền cơm, tù bên này nó sạch sẽ ngon lành. Thôi bây giờ tôi nói bà Hằng, nói chung chung mà ai ai thích đi tù các bạn, ai thích đi tù hết, giảm một ngày cũng là niềm vui, bà nói vậy đúng không? Nhưng bà lại không cần xin giảm án, tại vì sao, tại vì biết cái tòa này là tòa bá đạo, mà xin cũng thế mà không xin cũng thế, nó thích cho giảm thì nó giảm, nó không thích giảm thì thôi, xin cũng thế, không xin cũng thế hả, nhiều khi xin nó đắt giá mà không xin nó lại giá
nó thích nó giảm, nó không thích thôi mày tòa, chứ mày tòa mày dùng luật rừng mày ha, tao biết cái chuyện đó. À nhưng mà các bạn để ý kỹ nghe nha, báo chí họ không biết đâu, báo chí họ không biết đâu, các bạn để ý mà cái phiên tòa họ quay video à, kỹ các bạn, đầu phiên tòa xử thì tòa nói thế này: Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo thì điều đó tòa án không thể giảm giảm cái số ngày ở tù cho Nguyễn Phương Hằng được. Đại ý nhưng mà tôi nhớ chính xác từng từ ngữ mà ông thẩm phán đưa ra như đại khái như vậy. Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo cho nên tòa không có cơ sở để mà giảm án được, đúng rồi chứ nữa, chính xác. Tại vì cái người phạm nhân nó họ kháng cáo, họ chấp nhận là cái mức án trước đây thì tòa không có cơ sở nào mà tự nhiên đi giảm người ta, tại vì họ đâu cần đâu. À thì đầu phiên tòa thì ông tòa nói như vậy là hoàn toàn chính xác theo luật đàng hoàng, mà bà Hằng mà cũng biết chuyện đó, bà không cần, thích giảm 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 thôi, đất cần mà ta ở tù từ bèn được sao cả. Nhưng mà cuối ngày tòa các bạn, cuối ngày tòa giảm Nguyễn Phương Hằng 3 tháng. Nó vô duyên, mẹ nó vô duyên thúi. Ở đây tôi không có bình luận là giảm 3 tháng hay 6 tháng, những người kia là 6 tháng hết, riêng Nguyễn Phương Hằng 3 tháng, tôi bình luận cái chuyện đó. Mà một điều nó rất buồn cười ở chỗ là phạm nhân người ta không có nhu cầu, người ta xin giảm án mà tự nhiên tòa án giảm bả 3 tháng. Nó buồn cười. Cho nên tôi nói cái tòa Việt Nam nó thích giảm, nó giảm, nó thích tăng, nó tăng rồi. Tòa bầu lắc. Buồn cười không chịu nổi. Họ có xin giảm đâu, tự nhiên giảm họ 3 tháng. Tòa tòa coi như nó thích giảm, nó thích tăng. Tại vì sao bà? Tại vì những người kia người nào được giảm 6 tháng hết, tự nhiên Nguyễn Phương Hằng giảm 6 tháng rồi, thấy kỳ kỳ. Mà giảm Nguyễn Phương Hằng 6 tháng thì cũng được, tại vì bà Nguyễn Phương Hằng bà có đâu có nhu cầu đâu, thôi giảm cho bà 3 tháng được. Cái tòa gì lạ bây. Mà đâu phải một người xử các bạn, mà mấy ông thẩm phán ngồi 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 cả đám luôn. Nó xử kỳ cục, không hiểu được mà luật lệ gì đâu mà lạ luôn. Tất nhiên là giảm 3 tháng á thì tôi mừng cho Nguyễn Phương Hằng thiệt, tại vì Nguyễn Phương Hằng nó giảm 1 ngày và cùng quý. Nhưng mà ở đây tôi nói góc độ khác các bạn. Nói góc độ khác, tức là người ta không xin giảm án mà tự nhiên tòa đi giảm, không có cơ sở nào mà giảm hết, tại vì họ có xin đâu mình giảm. Tao la mày to gì lạ mày, đúng không? Còn thật ra giảm 3 tháng là tôi mừng cho Nguyễn Phương Hằng giảm giảm hết được, đi về đi giảm hết luôn, đi về luôn là tôi càng mừng cho Nguyễn Phương Hằng nữa, để về và còn lo con lo cá, lo chồng lo con lo công ty rồi nữa, tôi mừng cho bạn. Nhưng mà ở đây có nó có cái vô lý, các bạn họ không xin giảm tự nhiên đi giảm cho họ, mẹ chết quốc. Mấy bạn nói lỡ ngậm tiền rồi cái nó tôi biết nè, tòa án gì lạ. Rồi bây giờ tôi nói thêm chuyện này này, cũng về Nguyễn Phương Hằng này. À, bà Nguyễn Phương Hằng á, à, mặc dù bà làm ăn ở Việt Nam nhưng bà đi hay đi nước ngoài, bà cũng xin dốc thời gian ở nước ngoài nhiều, là bà quốc tịch đảo ship và bà cũng đi Canada, đúng không các bạn thấy không? Cho nên á, là bà cũng cũng am hiểu cái luật lệ về tòa án cũng như về tội này tội kia, rồi người kinh doanh mà biết hết đó. Cho nên bà Hằng bà thừa biết á, những cái lỗi, những cô gọi những cái tội mà được, tội của bà Hằng á, nó chả là cái con khỉ mắc gì hết. Bà cũng hiểu rằng á, nếu mà trường hợp những cái trường hợp như bà Hằng với những cái người mà liên quan đến cái vụ án bà Hằng á, mà ở Canada, gọi là Hằng Canada mà hay ở Mỹ hay ở Anh ốc gì là vậy hết trơn á, nó chả là cái gì hết. Tại vì đây đơn thuần là cái vụ án dân sự, mà chửi nhau mắng nhau có cái khỉ mắc gì đâu mà đi tù đi tội. Cái gì làm quá thể, những cái gì quan trọng không là những cái chuyện tào lao ngồi đi làm bắt tù bắt tội người ta. Bà Hằng cũng thừa biết rằng cái trường hợp cái vụ án gọi là cái vụ án được như Nguyễn Phương Hằng mà ở nước ngoài, ví dụ như ở Canada đi, thì đây chỉ là vụ án dân sự mà thôi. Dân sự tức là người dân với nhau, công an không có nhảy vô làm việc, viện kiểm sát không có nhảy vô làm việc, giữa dân với nhau đi kiện với nhau. Tại vì sao? Vụ án có gì? Chửi nhau, mắng nhau, giết nhau, mạ lị nhau, mà cũng chưa đánh nhau nữa.
có cái gì đâu mà phải bắt người ta đi tù ghê vậy, mà chửi nhau bắt đi tù à, bắt đi tù thiệt. Còn năm kêu án từ từ hai từ hết lại, còn năm 2 năm có hết, bắt đi tù thiệt. Mẹ pháp luật bán đảo. Mẹ có đời thổ nào mà chửi nhau mắng nhau bắt người ta đi tù trời, mà thiệt Việt Nam có thiệt. Cái này chỉ là dân sự mà thôi, công an làm việc cái chuyện này làm gì, viện kiểm sát làm gì. Nhưng mà ở Việt Nam luật nó khác các bạn, nó có cái điều luật gọi là 331, một cái điều luật rất là mơ hồ, gì mà lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm hại lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Tôi hỏi các bạn, Việt Nam nói là có quyền tự do ngôn luận, đến khi người ta nói cái quyền người ta ra thì là nói là lợi dụng quyền tự do ngôn luận, vậy thì tự do ngôn luận cái gì, cái dẹp mẹ đi cho rồi. Rồi bây giờ nói cái kiểu luật pháp mà nó màu mè, nó khó hiểu như vậy. Bây giờ tôi nói toạc mông heo luôn, tôi nói kiểu như ngoài đường cho nó dễ. Cái vụ án bà Hằng là cái vụ án chửi lộn, cái vụ án chửi nhau mà chửi trên mạng chứ cũng phải chửi thực tế nữa. Chưa đánh nhau, mới trên mạng chửi nhau mà chửi trên mạng thôi. Vậy bắt người ta đi tù. Bắt hết, thằng nào bắt hết. Bên nào bắt hết. Cái chuyện đi tù cái gì? Tâm sam, tâm đế. Có ăn cắp ăn trộm, có đánh người làm đi tù bậy bạ không à, cũng tham nhũng cũng hối lộ hết, tù làm gì, chuyện không đáng. Mà nó rất vô lý cái chỗ này các bạn, ở Việt Nam mới cái chuyện chửi nhau mắng nhau hạ bệ nhau mạ lị nhau mà nó xảy ra hàng ngày hàng giờ hàng giây cả 24/24 luôn, mà tại sao không bắt đi, tại sao không bắt bức lọ nữa kia, mà thực tế luôn chứ không phải trên mạng nữa, thực tế ngoài đời luôn, mà chửi nhau mắng nhau la lối om sòm, mắng đào mồ đào mả, mắng đào tăng tự tiên luôn mà không bắt, sao bắt đi tù đi, bắt hết chứ. Mà tại sao lại nó bắt những cái người mà liên quan đến cái vụ Nguyễn Phương Hằng, rất là vô lý. Đã áp dụng luật thì áp dụng hết, chứ không thể là áp dụng luật cho nhà giàu, cho những người nổi tiếng, mà những người nghèo không áp dụng. Đã áp dụng là áp dụng hết, đúng các bạn, luật pháp mà. Tôi nói thế này có nhiều bạn nói thôi ông ơi, mỗi nước nó mỗi luật khác nhau, ông phải tuân thủ luật chứ ông nói luật Canada áp dụng luật Việt Nam sao được. Tôi đồng ý, nói về tôi đồng ý luôn. À thì bây giờ ở Việt Nam có điều luật 331, chửi nhau mắng nhau hạ bệ nhau làm nhục nhau đi tù là phải xử hết. Rồi nhốt Nguyễn Phương Hằng ok, nhốt Hằng đi ok, tôi đồng ý luôn. Nhưng mà những cái vụ khác cũng phải bắt hết cho tôi, bắt hết thằng nào chửi nhau mắng nhau hạ bệ nhau đào mồ đào mả, bắt hết, bắt đi, bắt đi, có chỗ bắt không, đầy bắt như tù đâu, bắt hết này chắc bắt tới mà 80 triệu dân Việt Nam luôn, mà còn 20 triệu. Đúng không, ở Việt Nam cái chuyện mà chửi nhau mắng nhau hạ bệ nhau đào mồ đào mộ đào tổ tiên luôn, mất loạn 24/24 luôn. Không tin nữa, không tin nữa, 2-3 giờ sáng tới ra ngoài chợ cá kia mà nó chửi nhau hàng ngày, nó chống nạnh thế này, nó cầm đòn gánh nó quơ quơ nữa nha, đừng nói chuyện chửi làm hay, nó chửi ông thằng có nội nữa. Rồi thân sáng sáng cả 7 giờ vô tiệm cà phê kia, mẹ nó ngồi nó chửi nhau tiệm cà phê kia, chửi cha chửi mẹ, không chỉ tục chỉ tiểu là bao một cái gì nữa, bắt đi. Rồi thậm chí vô công ty xí nghiệp nữa kia, nó còn chửi nhau trong cái kia, thậm chí vô mấy cái cơ quan nhà nước cơ quan bộ nó còn chửi nhau thì bắt cái đi. Rồi giờ chiều chiều vô mấy con nhỏ kia, nó vừa chửi bắt hết đi, không là tới 36 phường Hà Nội kia giờ nào cũng chửi nhau hết trơn, bắt đi, bắt hết chứ. Thế tại sao người bắt người không, và thấy nó vô lý không? Cho nên các bạn ở những cái nước tiên tiến, kể cả những nước không tiên tiến cũng vậy, cái chuyện mà chửi vả cãi vã nhau là người ta đưa vô cái luật điều tiết là luật dân sự, tức là giữa người dân với nhau, chứ công an không có can thiệp cái chuyện đó. Mẹ chửi nhau thì mẹ bấy công an làm cái chuyện khác, chửi nhau dân tự tự xử, tức là tự đi kiện với nhau, tự lên tòa, mà tòa đây là tòa dân sự, và bên nào thua bên đó đền bù tiền luật sư. À, tại vì ra tòa là phải có luật sư, thì đền bù tiền luật sư rồi đền bù thiệt hại nếu có. Xong đi về em có tu tội gì hết á, mày chửi nhau tu tội cái gì,
luật pháp kỳ cục mà tôi thấy cái luật 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 lạ, luật này là luật khỉ Trần Sơn giống ai hết trơn á. Để thế giới người ta biết, người ta cười cho mà cái chuyện mà chửi vãi nhau bắt người ta đi tù phòng xa mà để bắt bắt hết, bắt bắt hết, bắt người này bắt người kia. Tôi nói đúng không các bạn? À, bây giờ mấy vị quan chức tôi nói như vậy mấy vị thấy đúng không? Luật tào lao, sửa luật đi, sửa cho nó phù hợp với thế giới. Nó chửi nhau mắng nhau, luật dân sự tự đi kiểu với nhau đi. Công an không có rảnh đâu làm cái chuyện đó, cảnh sát không có rảnh đâu, viện kiểm sát không có rảnh đâu đi làm cái chuyện đó. Công an đi bắt cướp. À, viện kiểm sát là làm những cái chuyện á, những cái luật nào liên quan đến hình sự. Thế còn ba cái chuyện dân tình ngồi nó chửi nhau, nó mắng giết nhau, ngồi đi ra xử rồi bắt người ta đi tù, bắt bắt hết. Tại sao bắt không bắt bắt người giàu mà không bắt người nghèo? Mẹ chửi nhau đầy kìa. Đúng không các bạn, tôi nói như vậy nó đúng không? Tại sao tôi biết điều đó? Tại vì tôi sống tại một đất nước Canada cũng như Mỹ. Tôi so sánh cái nền pháp luật hai nước nên tôi mới hiểu. Cái nào hay mình phải học hỏi chứ. Nói tóm lại, hai người phụ nữ tôi yêu quý nhất hiện nay, thứ nhất là Trương Mỹ Lan, thứ hai là Nguyễn Phương Hằng. À, còn các bạn sao, các bạn có yêu quý không? Tùy các bạn, tùy nhé. À, Phi Đồng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái live stream này. À, nếu bạn nào mà thấy tôi bình luận vui hay, à, các bạn bấm nút like và chia sẻ trên Facebook cho nhiều người cùng xem. Chào các bạn nha. Thôi bây giờ 6 giờ rồi, tôi cho tôi về. À, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn. À, chúc cuối tuần vui vẻ nha các bạn nhé.